đứa mày nhá. Đi, đi nhá, mau. Đi nhá, mau. Xin xin nhận bình an, xin thanh hóa
Thank you.
và đồng thích quân tin mừng ngài làm đến sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho các tôn đồ. Khởi đầu tin mừng, Chúa Giêsu nói về sứ mạng của Sao Trời Đại là người đi dọn đường cho Đức Kitô đến để Đức Kitô thực hiện sứ mạng cứu độ của mình. Và đồng thích quân tin mừng ở chương 16 câu 15, ánh mắt cô nói Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con hãy đi theo tướng vương thiên hạ, cơm báo tin mừng cho mọi họ họ lại. Như vậy sứ mạng của Đức Kitô được khởi sự ngay từ khởi đầu của tin mừng mắt cô sẽ được tiếp tục nơi các tông đồ, nơi mắt cô và nơi mỗi chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đang sống trong ngày thứ năm của Phật pháp nhật và tin mừng mà chúng ta cùng nghe sự thực ra nói về tuyên bố chúa hiện ra với người một tốc độ. Trong những ngày qua, tôi và anh chị em đã được mục đích về Kitô hiện ra với bà Maria Magdala, với hai môn đệ Phêrô và Gioan, với hai môn đệ trên đường Emmaus, và hôm nay chúa hiện ra với người một người còn lại, người một tốc độ. Chúa hiện ra để củng cố đức tin của mọi người, để loan cho con một tin mừng phục sinh và mời mọi các tâm đón nhận để được sống với Chúa. Chúng ta thấy thực sự là hạnh phúc, và những gì Chúa Giêsu diễn ra nơi các tông đồ hôm nay đó là một việc thực sự chính mắt các tâm. Ngài cũng ăn uống với các tâm, ngài cũng nói và giáo huấn các tâm và truyền cho các tâm một lần truyền. Chính vì vậy, khi mừng lễ thánh sự, chúng ta như đồng đề đã nói, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi đón nhận những trang tin mừng của các thánh sự, các riêng của những sự mắc cô hôm nay chúng ta mừng, đón nhận những trang tin mừng đó vào trong chính tâm hồn của mình. Hay nói cách khác, chúng ta được mời gọi ghi khắc những lời tin mừng vào trong chính tâm hồn của mình, để tâm hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta là một cuốn tin mừng sống động. Bởi vì tin mừng chúng ta phải sống, đức tin của chúng ta phải có việc làm, đó là việc thi hành những lời truyền của Đức Giêsu Kitô. Mừng lễ thánh mắt cô hôm nay, chúng ta cầu chúc cho nhau luôn luôn sống hạnh phúc, và chúng ta cầu chúc cho nhau được tràn đầy ơn thánh thần Chúa, được tràn đầy tình yêu và ơn phục sinh của Đức Giêsu Kitô, để mỗi người chúng ta được trở nên nhân chứng của Đức Kitô giữa đời. Và cùng với các anh chị lớn mắt cô, chúng ta hứa với Thiên Chúa, hứa với thánh mắt cô, chúng ta sẽ sống tốt đẹp trong hiện tại và tương lai, cố gắng sống tốt đẹp qua việc cầu nguyện, qua việc thực thi tình yêu thương để trở thành con cái của Thiên Chúa, qua việc đón nhận những thánh ý chúc ở lớn trong cuộc đời để trở nên những Kitô hữu đích thực của Đức Kitô. Có được như vậy, việc chúng ta mừng lễ thực sự ý nghĩa trong cuộc đời của anh chị em. Việc chúng ta mừng lễ muốn thực sự là một hạnh phúc tràn đầy trong tâm hồn, chứ gì những gì chúng ta chia sẻ hôm nay. Chúng ta xin Chúa thánh hóa và mời chúng ta qua lời cầu nguyện cầu nguyện của thánh mắt cô. Xin chúc chúc lành cho con và các chị cho các chị giáo lý của đất nước. Loa cáo tin mừng phục sinh, tin mừng sự thật, đó
nhờ lời truyền cờ đánh sự thánh mạng con, xin chữ ban trần đầy ân sủng trong cuộc đời của chúng con, để chúng con chú toàn sức mạnh làm một men giữ đời sống hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con đã
Lời Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con lại xin Chúa cùng ân thánh thần Chúa thanh hóa những mùa lễ này để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi từ bên một mình chịu khổ hình, người cầm ấn bắt ta ơn về ra và trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thấy sẽ bị lỗi vì các con. Cùng một thể thức cây sau vừa ăn tối, người cầm ấn trên cùng ta ơn, cha cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thánh, máu giao ước mới và vinh quang sẽ đổ ra cho các con và những người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
xin Chúa thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương tư thương, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thường ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi là đồng nhằm cứu chuộc chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu thật để nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho hướng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay con có chầu thánh lễ, cho nên sau thánh lễ cộng đoàn chúng ta khấn đức mẹ tôi xin cảm ơn. Chúa cùng anh chị em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.